Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Hello anh em, hôm nay em lại tiếp tục lên cho em vài mẫu xe mô tô ha. Vừa mới về cập bến, em đã cho qua các khâu như spa, công đoạn bảo trì bảo dưỡng xe, kiểm tra vệ sinh tổng quát xe. Giờ thì là lúc lên sóng cho anh em. GBX Legend 200 biển Sài Gòn, giá là 39,8 triệu. Ở giữa sẽ là một em Honda CB 500F Touring cực kỳ ngon luôn, giá là 119,8 triệu, đăng ký 2020 ha. Và mẫu cuối cùng là một em 4 máy hú tề tái luôn, là Kawasaki Z800, giá chỉ còn 130 mấy triệu thôi anh em ơi. Đây, mời anh em sẽ cùng em theo dõi các mẫu xe ở đây đẹp như thế nào nha. Anh em nào mà đam mê thì chốt sớm giùm em luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Đầu tiên sẽ là một mẫu xe Z800, giá chỉ còn 139,8 triệu thôi anh em. Biển Sài Gòn, anh em sang tên ủy quyền lúc hồ sơ một nút nhạc thôi. Đăng ký 25 ha. Con này thì lên đồ chơi rất là nhiều luôn, tay thắng, tay côn, kiến chắn gió nè, chống đổ nè, che két nè, bảo vệ lốc máy, biển đúc gầm và long bô SC. Đó, rất là nhiều đồ chơi luôn nha anh em. Mà đặc biệt là động cơ 4 máy hú cực kỳ phê luôn. Con này màu zin trên cà vẹt luôn, là màu trắng đỏ đen. Anh em mình là màu lạ luôn nha. Đối với Z8 là màu cũng khá là đẹp, khá là lạ rồi. Anh em có thể là biến tấu trong ba cái màu đó cũng rất là dễ nha. Z8 đại hạ giá cho anh em dễ chơi nha, 130 mấy triệu thôi là có xe 4 máy hú phê rồi. Rất là đẹp ha, chất xe là còn cực kỳ ok luôn nha. Rồi, xem sẽ giới thiệu sơ qua. Đồ dàn đồ con này cũng rất là ok, tay thắng tay con của Kawasaki luôn nè, những tay CNC đồ chơi, nắp đồ chơi luôn. Rồi vài con ốc titan, gương gù, kính chắn gió cao thì không có gì bàn rồi. Về chất xe ha, phuộc upside down, ổn áp luôn, sạch sẽ. Xe bên em vệ sinh rất là kỹ nha anh em. Sơ lược cùng em xem chơi ha. Ti phuộc không xì phốt nha. Đó, ti sáng trưng đấy. Dàn chân đẹp ha, cũng có xước sát theo năm tháng thôi nè, 25 tới giờ rồi. Đó, dĩa dày nè. Dĩa đẹp dày, rất là ok luôn. Xe bên em thì đã được vệ sinh tổng thể hết từ trong ngoài, anh em nhìn sơ đã biết ha. Cổ bô cũng sáng sủa nè. Đó, che két đẹp đẽ luôn. Dùng ốc tán rồi máy móc là zin theo xe hết, bảo hành cho anh em máy móc 3 tháng. Đó, bao anh em chơi, bao quay đầu, hỗ trợ đổi xe khác. Bla la lum lum rất là nhiều cái chính sách chế độ bên cửa hàng em ha. Con này màu trên cà vẹt là màu trắng đỏ luôn anh em, trắng đỏ đen gì đó, có màu y chang như hiện trạng luôn. Anh em ra đường khỏi bị làm khó làm dễ vì bảng màu ha. Carbon chang ngay chỗ FI nè, bướm xăng nè. Chung ốc tán thì đây có bảo vệ lốc máy luôn rồi. Ốc tán là zin theo xe hết nha. Đó, lốc đẹp luôn, ốc tán sáng trưng hết à. Đó, bô thì ra khúc clip on cổ zin clip on ra lon đồ chơi, thì lát hồi em sẽ nghe, anh em sẽ nghe được nghe tiếng nổ của nó, tiếng nổ là khỏi chơi luôn, khỏi bàn, rất là hung dữ. Và biển số đúc gầm đó. Trắng bùn sao về con á, gọi là về con á, thì là carbon đó, bô SC đó, rất là ngon lành cành đào nha anh em. Lon bô này nó hú thì thôi luôn đó. Nếu mà anh em mà ngại về tiếng nổ thì em bên em vẫn hỗ trợ cho anh em một mẫu lon khác
để mình giảm âm thanh hoặc là có thể là thả tiêu vô trong đây, nó sẽ êm ái hơn rất là nhiều nha. Đó. Ốc tán thì rất là đẹp luôn, dĩa sâu cũng dày cui à. Em này thì đã được lên biển số đúc gầm rồi nè, có bát biển số đúc gầm màu đỏ luôn nè, chung tẹp màu chung với những cái món đồ chơi trên xe này. Đó. Trắng bùn sao cũng có sẵn cho anh em luôn. Nói chung là đồ chơi cơ bản cũng rất là đầy đủ rồi. Vô tông sạc tông theo màu xe hết luôn. Đó, những cái núm gọi là núm van cũng là chuyển ra màu đỏ luôn nha anh em. Đó, đồng bộ hóa hết trên màu xe của con này luôn. Rất là ok ha. Biển Sài Gòn. À, số cũng rất là dễ thương ha. 28959. Đấy. Rất là dễ chơi anh em. Dòng xe 4 máy mà Z8 thì bền xưa giờ nổi tiếng rồi. Z8, Z1000 là những con xe mà rất là được nhiều anh em mà tập chơi hướng tới những con xe 4 máy giá mềm, tài chính thấp thì trải nghiệm khá là ok. Đây là carbon luôn nha. Đó. Nhông sinh dĩa cũng là đồ chơi luôn, xịn sò ha. Có sẵn bát tăng hạ phuộc luôn. Con này hiện tại là đang là mức gọi là thấp nhất luôn. Những anh em nào 1m60, 65 đổ xuống ok la hết nha. Thoải mái ngồi và chống chân điều khiển luôn. Đó, che nhông cũng CNC nè, bảo vệ chống đổ đồ các thứ đầy đủ luôn nha anh em. Chiếc xe đẹp. Rồi, em tắt nhẹ tiếng máy cho anh em ha. Chung là mọi chức năng đầy đủ trên xe là hoàn thiện hết rồi nha. Giá chỉ còn 139 cũ thôi. Kawasaki Z8 biển Sài Gòn. Quá hời nha. Giá rất là mềm. Giờ là chơi xe rất là ổn định rồi. Đó, một con xe 4 máy body siêu to khổng lồ. Quá đẹp. Đây, anh em nào mà chơi con xe này thì alo cho em sớm ha. Đó, giá là đây, đăng ký đầy đủ luôn nha anh em. Tiếp theo là một dòng xe hướng đến sự touring nhàn hạ hơn, tiết kiệm hơn. Honda CB500F. Đây là một con xe là em thường hay tư vấn cho các anh em mới chơi xe trải nghiệm con này. Đi tour nhiều, chở đồ nhiều, đi hai nhiều và đi luôn cả thành phố thì đây sẽ là một mẫu xe rất ok so với mẫu 500X cùng phân khúc. Đó. Gọn hơn, nhẹ nhàng hơn, di chuyển trong phố sẽ linh hoạt hơn. Anh em nào đi tour xa thì có thể là đầu tư một bộ ba ga thùng, hai thùng, ba thùng sau lưng. Đó là cũng không thua gì đàn anh 500X nha anh em. Dáng ngồi thì rất là dễ tinh chỉnh, anh em có thể là tăng chỉnh ở đây. Đó, cao ráo thoải mái thì anh em cứ việc tăng nâng di động gù đồ lên là rất cực kỳ ngon luôn. Hiện tại con này là biển tỉnh nha, gốc thành phố, anh em sang tên chỉ đóng thuế 1% thôi. Giá là 119 củ 8, đăng ký 2020 nha. Màu đen bạc, đồ chơi trên xe rất là nhiều luôn. Bảo lưới bảo vệ đèn lái nè, đây chống đổ nè, che két, chống đổ khung luôn, cặp đèn tôn. Cặp đèn này anh em lấy thì thêm dùm em 2,5 củ ha. Một set bô đây, set bô clip on long AK đùi thì anh em lấy set này thêm dùm em 2 củ. Anh em không lấy thì em sẽ trả về zin, đó tùy theo gu của những anh em chơi xe. Anh em có thể anh em thích đi xe độ, còn không thì thích đi bùi dinh, bên em sẽ hỗ trợ cho anh em như thế ha. Rồi về chất xe này thì từ 2020 500X, 500F, tất cả các dòng Honda của 500 thì đã được up lên vỏ Michelin Road 5 rồi anh em. Này là vỏ dinh theo xe luôn nha. Con này ô đô thấp, chất xe rất là keng, đô mới có mấy ngàn à. Chung là dĩ dày cui luôn nè. Đó, dòng ABS không tì vết luôn, sáng trưng à. Cặp vỏ đây gai dày cui luôn. Vỏ này anh em bao cho anh em đi tầm 10 tới 15 ngàn nữa khỏe re luôn nha, rất là ấm áp. Dòng xe cực kỳ lành lặn luôn, hai máy. Đó,
rất là dễ chơi luôn nha. Ốc tán rất là đẹp, sáng trưng nè. Xe thì bên em vệ sinh thì khỏi chơi rồi, từ sạch từ trong ra ngoài. Cứ vậy mà anh em lấy về mà chơi thôi, khỏi suy nghĩ gì hết. Đã lên lọc Canen cặp tuôn 40X ha. Chống đổ Redeem Moto đây, thêm một cục chống đổ nữa nè. Đó. Xe đồ chơi rất là nhiều nha anh em ha. Ốc tán máy móc là zin theo xe hết nha, chưa đụng chạm luôn. Ốc tán nó sáng trưng nè, cực kỳ đẹp luôn. Lốc màu sơn đẹp luôn nè anh em. Đó, anh em à. Không, sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn anh em ơi. Rất là đẹp luôn nha. 119 cũ thôi anh em, 119 cũ 8 thôi là có xe về chơi luôn. Đó, chất xe rất là đẹp, len keng luôn. Cứ chơi con này vô là hợp lý là anh em. Rất là hợp lý luôn nha. Đó. Rombo nè. Đây là lên sẵn luôn cái cục gù nâng bánh sau cho anh em. Dĩa sâu dày cui luôn. Chung là chất xe rất là đẹp. Bao anh em chạy luôn, bao anh em đi tô. Con này chơi khó mà hư lắm anh em. Này nồi đồng cố đá mà. Chơi tẹt ga luôn cũng thấy nó hư nữa. Anh em cứ việc mà bảo dưỡng thường xuyên, nhớt nhớt máy, lọc nhớt đồ đầy đủ thôi. Con này đã lên lọc Canen thì anh em khỏi cần suy nghĩ tới lọc nữa. Chỉ có 2.000 cây hay 3.000 cây là anh em thay nhớt tốt vô là rất ok. Báo von, giá đỡ đứa nước nè, đựng cho nước suối rồi đi tour uống luôn. Con này là màu đen bạc nha anh em ơi. Đó. Rất là ok nha. Ngon lành cành đào. Đấy. Chất xe liền lạc sạch sẽ ha. Không có tì vết luôn. Đó, vàng áo sơn zin còn y nguyên luôn nha anh em. Đó. Trước sâu như một, đúng không? Cặp đèn này là siêu sáng luôn. Vậy là đủ chơi rồi. Đấu thẳng vô có bát xin và có pha luôn. Đó. Đối với dòng Honda CB500, CBR500 và C500X, 500S gì đó thì cái lực máy cho ra không quá là ồn với những lon bô độ nha. Đó, hơi ấm ấm thôi, không có ổn. Với lon bô này mà anh em lắp trên nổ R3 thì nó khá là ồn luôn, nó cực kỳ lực luôn. Còn những mẫu xe 500 như Honda thì dàn hơi của Honda làm rất là bền, nhẹ nhàng, hơi hướng sẽ ấm áp hơn. Rồi. Sơ lược em này, anh em nào có cần thêm thông tin thì cứ việc alo cho em ha. Giá hiện tại của con này là 119 cũ 8 Honda CB500F nha anh em. Đồ chế rất là nhiều, anh em lấy thêm đèn hoặc bô thì thêm tiền giùm em. Đó. Đồ zin còn đầy đủ nha anh em, rất là keng luôn. Mẫu cuối cùng review tới anh em là một mẫu khá là khác biệt so với những mẫu kia ha. Là một dòng xe Cà Phê Racer Classic Bay GBX Legend 200. Con này biển Sài Gòn, đăng ký 2018 nha. Giá là 39 cũ 8. Đó, anh em sang tên ủy quyền rút hồ sơ đều được hết nha. Phiên bản đặc biệt con này là màu trắng luôn nha anh em. Cà vẹt màu trắng luôn. Xe này xe hãng luôn á. Đó, màu rất là hiếm và ít ôi trên thị trường luôn. Đó, chất xe rất là đẹp và keng. Con này ô đô cũng có mấy ngàn à. Chất xe là khỏi chơi luôn nha. Siêu đẹp luôn. Anh em nào mà thích chơi các dòng thể loại classic á, thì chơi con này giá rất là hợp lý, 30 mấy cũ anh em. Đó. Dàn chân là bánh căm nè, niền đen, căm đen luôn. Nhìn rất là chắc chắn ha. Phuộc upside down, dĩa hai bên luôn, hai heo. Chung là rất là ngon lành, anh em nhìn sơ ốc giùm em nha. Đó, dĩa nè, dây cui à. Ốc tán còn dấu luôn, chưa có dấu mở được, chưa đụng chạm luôn nha. Chất xe rất kỳ keng luôn. Odo mới có 3.000 mấy 4.000 thôi, khỏi chơi luôn á. Nước sơn đẹp ha, đồ zin theo xe còn đầy đủ luôn nha anh em.
Đây, đây là két làm mát nhớt. Đó. Về phần linh hồn của con xe. Đó. Bình xăng thì FI rồi. Đó. Ốc tán rồi, 7 màu hết trơn. Rất là đẹp nha. Zin hết nha anh em. Đấy. Ốc xi nè, sáng trưng nè. Không có chỗ chơi luôn. Xe rất là keng ha. 39 củ 8 nha anh em. Một con xe Lexus cà phê racer ha, chuẩn form luôn. Con này thì anh em muốn cà phê thì cà phê, còn không muốn chắc cơ là chắc à. À, thay đổi được cái rẹt à anh em. Rất là nhiều đồ chơi cho con này. Đổi nâng cấp ghi đông lên chẳng hạn á, cho một dáng ngồi cao ráo hơn. Bô zin còn theo xe luôn. Ốc tán đồ sáng đẹp. Keng. Khi mà anh em mua là đỡ hơn xe lướt được mấy chục củ luôn á, rất là ngon lành nha anh em. Nên nghiên cứu nha. Xe lướt thì anh em lợi rất là nhiều về giá, về độ lỗ của nó. Sau này chán thì anh em có thể là quay đầu và đổi xe khác rất là dễ dàng. Phục ISS của Thái luôn nè. Đó, dòng ga nha. Đó, cặp này thì nhiều anh em sẽ lắp trên những con future rồi đó. Nhúng siêu êm luôn. Đây là đời đầu của Legend luôn. Các đời mẫu đời sau là bánh mâm, phuộc bình dầu. Còn riêng con này là đời đầu luôn, thì là bánh căm, đúng chuẩn Lexus luôn và phuộc đơn như thế này, ha, không có bình dầu, phuộc cũng ISS luôn. Đó, về chất xe thì khỏi chơi luôn, rất là keng, dĩa dày cui luôn, ốc tán đồ sáng sủa, đẹp, lên có chống giữa luôn nè. Này anh em có dậy trong nhà thì dễ vệ sinh, dễ sơn đồ các thứ. Biển số Sài Gòn rất là đẹp ha, 16638, số cực kỳ phong thủy luôn em ơi. Gai chỉ thì rất là dày, siêu đẹp luôn, dày cui à. Ốc tán ngon lành luôn nha. Đó. Quá trời đã luôn nha anh em. Nói chung là chi tiết con xe này là xe lướt ha, ô đô mới có 3.000 mấy 4.000 thôi. Nên là không có gì để bàn hết, rất là đẹp, rất là keng luôn. Đó. Rồi em test nhẹ tiếng máy cho anh em ha. Con này rất là nhạy nổ, một phát là người lịch luôn. Đèn vẫn là đèn cơ chế đèn tròn halogen nha anh em. Đây. Gỡ giá cho anh em dễ xem cái xe ha. Đó. Chuẩn classic luôn nha. Rất là ổn áp luôn cho một em classic buy này. GBX Legend 200 biển Sài Gòn nha, giá là 39 củ 8 này, đăng ký 2018. Anh em nào chơi thì alo cho em nha, rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe khác đa dạng mẫu mã ha. Anh em có thể là truy cập vô website thimotothudức.vn để tham khảo thêm các mẫu xe hiện tại bên đang có tại cửa hàng nha. Rồi xin phép chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào những mẫu xe tiếp theo. À, và đừng quên cho em xin một like, một subscribe nha. Bye bye. Khi mà mua xe bên em á, thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè. Thứ hai, tặng nón bảo hiểm. Thứ ba là bảo hành. Thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em. Thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là chạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen là ở cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy.
thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước cũ dơ hay gì đó vân vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán luôn không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, và là những cái chuyện chung mà, tụi em không có là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm đi đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.